Sáng ngày 10 tháng 11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Lang Chánh phối hợp với xã Tân Phúc tổ chức trao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Lê Thị Hà ở thôn Tân Phong, xã Tân Phúc. Tham dự buổi trao nhà có đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lê Văn Luyến, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, đại diện lãnh đạo xã Tân Phúc. Gia đình bà Lê Thị Hà ở thôn Tân Phong, xã Tân Phúc thuộc hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bản thân đã già yếu, kinh tế chủ yếu là trông chờ vào mấy sào ruộng. Gia đình sống trong ngôi nhà đã xuống cấp trầm trọng, không có điều kiện tự xây nhà. Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình bà Hà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã quyết định hỗ trợ gia đình bà Hà xây dựng ngôi nhà đại đoàn kết. Sau một thời gian được khởi công xây dựng, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo quy cách kiến trúc và an toàn trong sử dụng. Ngôi nhà có diện tích trên 100m² với tổng trị giá trên 300 triệu đồng, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện hỗ trợ từ quỹ vì người nghèo của huyện là 50 triệu đồng, số còn lại là gia đình và anh em dòng họ hỗ trợ. Tại buổi trao tặng, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chúc mừng gia đình bà Hà có căn nhà mới để ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh, ngôi nhà là phần quà thiết thực để hỗ trợ cho gia đình hộ nghèo, cũng chính là tình cảm, sự sẻ chia của lãnh đạo huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và sự chung tay ủng hộ của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm tới những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng thời mong muốn và tin tưởng gia đình sẽ coi đây là nguồn động viên khích lệ để nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên thoát nghèo, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở địa phương.